Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 12 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Thân có gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng kỷ sửu có nạp âm là Vích Ly Hỏa, tháng sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hải ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Xuân. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lân Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12, tức ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Nhâm Thân gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Nhâm Thân có cho thấy rằng tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được điều mà mình mong muốn. Cục diện tương phá có thể là dấu hiệu cho thấy có kẻ thứ ba đang tìm cách chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Đôi khi cũng là do tuổi Nhâm Thân hay suy nghĩ, lo lắng nên hiểu nhầm đối phương nhưng lại không dám nói ra, sợ phải đối mặt với sự thực phũ phàng.
Xét về đường công danh sự nghiệp, đây có thể chính là điểm sáng trong tháng 12 khi bản mệnh khá chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thể hiện năng lực của mình. Thu nhập của bản mệnh vì thế cũng khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Kỷ âm thổ gặp thân dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi nhâm thân, nếu có cơ hội tốt, bạn cần phải nắm bắt thì mới có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, đây cũng là một tháng tốt để tuổi nhâm thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Tuy nhiên trong tháng, bản mệnh cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh của mình. Cẩn trọng sẽ không gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ nhâm thân sẽ cần chú ý nghệ âm lịch mùng 6 tháng 12 tới ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm thân sinh năm 1992. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi nhâm thân nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi nhâm thân. Tuổi nhâm thân bước sang tháng 12 âm lịch có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc và phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 12 âm lịch của tuổi nhâm thân không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối phương hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp, làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp mịt mù. Nhưng chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết. Có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nhâm thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi nhâm thân. Tháng 12 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi nhâm thân không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm và để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể bạn sẽ gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để con đường tài lộc hanh thông rộng mở, bước sang một bước mới, các gia chủ tuổi nhâm thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Đồng thời, vòng cũng là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải, thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi nhâm thân. Trong tháng 12 này, bản mệnh cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Hơn nữa tháng 12 âm lịch là thời điểm mà tuổi nhâm thân sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên mất mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, để kích hoạt đào hoa, người tuổi nhâm thân hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi nhâm thân.
Sức khỏe của người tuổi Nhâm Thân trong tháng 12 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Bạn cũng nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Đồng thời, tuổi Nhâm Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Thân là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến mình rơi vào bế tắc, cảnh sôi hỏng, bỏng không, làm nhiều, hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 12 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tháng 12 con giáp hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ Nhâm Thân, quý anh chị hãy liên hệ qua số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!